có một gọi là công giáo gặp ly lợm cứng đầu. Ông nói tên nha, thân dù cũng cả chục năm, anh làm gì cũng nhấn Chúa Giêsu. Ngài cũng nửa người nửa thánh, Ngài cũng quyền tan hiền ở lại. Tại ông đặt cái câu hỏi từ ông vậy, thì anh cứ suy nghĩ đi, nghĩa là Chúa trở lại những cái attitude, những cái hành động đều giống hệt nhau. Đó là về phần đạo, khuyên người ta hiền ở lại. Nhưng về phần đời, con coi từ những lịch sử từ thời La Mã tới thời thời Viking, rồi thời Louis, thời những thời vua Caesar gì xưa đó, rồi bên Ai Cập gì đó, coi đi, một cái điều quan trọng nhất mấy con học Phật phải nên nhớ, 96 dạng nước linh căn từ thảo mộc cho tới đá cũng lẫn quẩn trong cái lục đạo này thôi, nhiều nghìn năm. Cốc con nai rồi lâu lâu thăng tiến lên khôn hơn chút thì thành ra cốc con khỉ. Tất cả nhân sinh cứ lẫn quẩn trong cái địa cầu này, rồi lâu lâu cái cha mới cho một cái bài học khó hơn để đưa click lên một cái gear thăng cấp lên, thì lúc đó chỉ có người cõi trời mới xuống để mà nâng cấp nhân loại lên chút. Rồi bao nhiêu cứ 1.000 năm cũng nhân sinh nâng khôn hơn chút, thì cỡ trên cha cũng cho suốt một người làm, cũng giống như giờ một cái dàn điện tử assembly, thì người làm assembly chỉ biết assembly, nhưng mà lâu lâu có đổi một cái production mới thì phải thằng kỹ sư nó ra nó chỉ supervisor xuống, chứ người assembly làm sao biết sửa. Thì cái qua đi cầu này nó cứ thế, mỗi một cái triều đại thay đổi thì chỉ có người trời suốt. Cho nên Đức Thầy Sư Phụ rất là nhất giả với cõi ta bà nhiều nghìn năm, mà mỗi một lần đổi một cái chu kỳ thì thầy trò phải đi trốn nhau, tại vì đám anh mà phải ăn rớn nhau không? Hồi xưa Sư Phụ là cháu Văn Dương thầy lập lên nhà cháu, thì Đức Thầy lại là Cương Tử Nha, rồi lúc Sư Phụ là Lú Bỉ thì Đức Thầy lại là Gia Cát Lượng, nó y y như vậy. Lúc Sư Phụ là Chú Nguyên Chương là lập lên nhà Minh thì Đức Thầy là Lú Bá Ốm. Những cái người mà lập lên một cái triều đại riêng của họ đều là con của trời mới làm được, chứ người thường họ chỉ truyền thừa tướng qua tướng rồi vậy thôi. Con nên nhớ như vậy. Lúc bán nhiều lắm, lúc Việt mình Sư Phụ đóng vai cũng rất là nhiều, nhưng mà nói nhiều quá thì nó hơi kỳ kỳ không?